và các bạn, tôi đang có mặt tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tây Hà Nội. Như quý vị có thể thấy, các em học sinh ngày hôm nay đã được tham gia rất nhiều hoạt động trải nghiệm. Đây là cách mà nhà trường tạo phấn khởi và giúp các em có một năm học mới thật nhiều niềm vui. Trong ngày hội hôm nay thì con đã được tham gia rất là nhiều những câu lạc bộ và trải nghiệm thú vị. Và mỗi cái trải nghiệm mang đến cho con rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau. Ví dụ như kiểu là vẽ thì con thấy vui, con thấy bộc lộ được khả năng sáng tạo của con. Lập trình thì có các cái lệnh và con sẽ được hiểu hơn về môn tin học. Hôm nay rất là vui vì được gặp các bạn mới và các cô giáo mới. Đây không phải là lần đầu tiên đưa các bạn đi tự trường, nhưng mà với bạn lớp 1 thì cũng có nhiều cái hồi hộp hơn các bạn lớp 4. Nhưng mà cả nói chung là rất là vui và hào hức. Để có được không khí rộn ràng, tươi vui, đầy năng lượng là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà trường. Trước khi đến với những tiết học mới, các em học sinh được tham gia rất nhiều hoạt động như múa, bóng rổ, trải nghiệm, làm phim, nhiếp ảnh, robotics. Điều này nhằm hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cho người học. Chủ đề năm học của nhà trường là tôn trọng sự phát triển cá nhân, hợp tác để phát triển. Thì là mong muốn tất cả các con đều được hoạt động, phát huy hết khả năng sở trường của mình, đặc biệt là với các con học giỏi cũng như tất cả các con có khả năng năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng như là âm nhạc mỹ thuật. Thì nhà trường phát hiện tất cả các câu lạc bộ làm sao toàn thể các con đều được hoạt động tham gia, đáp ứng được cái mong mỏi của phát triển cá nhân của các con, và nhà trường rất tôn trọng cái sự phát triển cá nhân của các con. Ngay sau buổi hoạt động trải nghiệm, các em học sinh sẽ chính thức bước vào năm học 2024-2025 với một tâm thế háo hức, sẵn sàng cho một năm học mới với nhiều điều thú vị, nhiều bài học mới.